Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào anh trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ở trên kênh YouTube của mình ý, mình đã làm về một cái chiếc điện thoại trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu rất là ngon. Đó chính là Tecno Spark 10 Pro. Và thời điểm hiện tại thì cái chiếc điện thoại này nó cũng đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn tại Cellnet. Ví dụ như là cái phiên bản bộ nhớ trong 128GB thì đang được bán là 3.650.000. Còn phiên bản 256GB thì đang được bán với mức giá là 4.090.000, nghĩa là thêm có 400.000 nữa thôi là chúng ta đã có thể lên được phiên bản bộ nhớ trong 256GB rồi. Và kể cả bạn có dừng lại ở cái phiên bản 128GB thì thực sự ở trong cái tầm giá này, đây vẫn là một cái bộ nhớ trong cực kỳ tốt. Đúng nào, Tecno Spark 10 Pro là một cái chiếc điện thoại như nào? Nó là một cái chiếc điện thoại hội tụ được một số các yếu tố. Ví dụ như là thiết kế là giống iPhone. Đấy, là phải thẳng thắn thừa nhận với nhau cái điều đó. Đặc biệt là thiết kế mặt lưng, còn mặt trước thì là màn hình đục lỗ nhé các bạn nhé. Màn hình thì là Full HD cộng 90Hz. Nó sẽ không có màn hình là AMOLED đâu, nhưng cái màn hình IPS của nó cái độ sáng rất là tốt đấy nhá, 580 nit. Đấy, và Full HD cộng 90Hz mình nghĩ là cũng ok rồi. Về phần hiệu năng thì con chip là Helio G88. Thì đây không phải là con chip quá mạnh, nhưng ở trong cái tầm giá này thì như thế đã là được rồi. Đúng nào. Đấy, camera 50 chấm nhưng mà rất là đáng tiếc lại không có camera góc rộng. Và viên pin là 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 18W. Đấy thì đây cũng rất là một trong những sự lựa chọn để chúng ta suy nghĩ. Mình nghĩ là cái phiên bản 256GB thì chúng ta sẽ được cái ưu thế là cái bộ nhớ trong gần như là tốt nhất ở trong tầm giá này rồi. Đấy thì tất cả thông tin mình để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả video này. Và các bạn có thể kích trực tiếp vào để có được mức giá tốt nhất nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có một bạn có comment ở trong một cái video mà mình nói về về việc là iPhone bắt sóng kém ấy. Đấy thế thì mình có hỏi các bạn là không biết là những cái chiếc điện thoại iPhone của các bạn bắt sóng nó như thế nào. Đấy thì có một số bạn có phản hồi lại vào đây này. Đấy là về việc iPhone bắt sóng kém hơn máy Android. Điều này mình cũng đồng ý với anh Dương. Cũng đã có lần mình thử với máy Samsung của mình hay là máy Xiaomi 12T và máy 13 Pro Max mượn của mẹ mình. Thì cả ba máy mình lắp SIM của một nhà mạng ở ngoài trời thì cả ba bắt sóng tốt. Nhưng mà xuống hầm gửi xe thì chỉ còn máy Samsung với Xiaomi là vẫn bắt được 5G. Còn iPhone thì mình đã chuyển sang 4G mà lại còn chập chờn. Đấy. Thế thì cũng có một số bạn comment lại ở đây. Đấy là chuẩn luôn này. Có bạn này bảo là ở quê miền núi thì xài iPhone mà lắp SIM Vina hay Mobi thì là xác định luôn. Đấy. Thế thì cá nhân mình thì mình thấy là như này này. Trong cái quá trình mà mình làm review hay là sử dụng điện thoại thì cái kinh nghiệm sử dụng mình nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều và cũng đủ để mà chia sẻ với các bạn. Đấy, tại sao mình lại nói là iPhone bắt sóng kém? Bởi vì là mình có một cái thói quen mình nghĩ là chắc là cũng không tốt lắm. Đấy là dùng điện thoại ở trong nhà vệ sinh. Đấy, mình cứ hay lướt web, lướt kiếc ở trong nhà vệ sinh. Thế thì khi mà mình vào trong nhà vệ sinh thì gần như là iPhone nó bị mất sóng luôn. Bởi vì cái cục phát wifi mình để ngoài phòng khách mà cái phòng nhà vệ sinh mình nó tít tít ở phía xa kia. Thì là iPhone nó bị văng cái wifi ra luôn. Trong khi đó thì những cái chiếc điện thoại kiểu như là Android như này, đặc biệt là điện thoại Trung Quốc, thì nó không xảy ra cái điều đó. Đấy. Hay như là nhà mình là ở chung cư, nên là mình hay vào trong những điều kiện sóng yếu, ví dụ như là trong thang máy hay là xuống hầm gửi xe chẳng hạn, thì gần như là lúc đó là sóng của iPhone nó yếu lắm. Nó không đến mức độ mất hẳn đâu. Thi thoảng nó sẽ mất hẳn, nhưng mà nó không đến mức độ mất hẳn. Nhưng mà nếu mà bạn nghe gọi hay là lướt web các thứ thì nó sẽ hơi bị chập chờn, không ổn định lắm về sóng đâu. Đấy, thì cái đấy là cái mà mình cũng chia sẻ luôn. Thế thì cái nguyên nhân ấy thì ở những lần trước ấy thì thực ra cũng chỉ là gọi là phỏng đoán thôi. Đấy là mình nghĩ là yếu tố chính là cái sự tương thích. Đấy, nhưng mà ví dụ tương thích với wifi thì mình thấy là wifi ở Việt Nam thì phần lớn ví dụ như là TP-Link hay TotoLink là của Trung Quốc, thì tất nhiên là nó sẽ kết hợp với mấy máy Trung Quốc nó rất là nhạy rồi. Nhưng vấn đề ở đây là 4G ấy thì đâu có dùng qua cái cục phát wifi cái gì đâu mà 4G hay là sóng sánh nghe gọi của iPhone nó vẫn yếu hơn. Đấy thì cái nguyên nhân chính thì thực sự là không ai biết cả. Đấy, tất cả chúng ta chỉ phỏng đoán thôi, thì có thể là do cái khung viền thép hay là khung viền kim loại của iPhone nó chặn sóng. Đấy, kiểu như thế. Nhưng mà cũng có một số máy họ cũng làm khung viền như thế, nhưng mà nó có bị đâu. Đấy, thì không biết là anh em nào mà tìm được cái nguyên nhân là tại sao iPhone sóng nó lại yếu hơn Android thì có thể để lại comment. Nhưng mà có một bạn ở đây, bạn comment là mình thấy là rất là thú vị. Đấy là bây giờ iPhone nó đã bắt sóng kém hơn Android rồi mà anh em lại còn lắp cả SIM Mobi,
mà lại lắp sim Vina, xong lại đi vào những cái nơi mà sóng yếu. Đấy, nghĩa là nếu mà cả ba điều kiện này xảy ra cơ đấy, thì là căng đấy. Chứ còn thực ra là mình thấy là bây giờ cũng rất là nhiều người sử dụng iPhone với sim Vina mà có vấn đề gì đâu. Bởi vì đơn giản là những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà người ta không sử dụng điện thoại chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ bảo là vào trong thang máy hay là xuống hầm gửi xe thì chắc là cũng chỉ khoảng vài phút thôi, mà vài phút đấy thì dùng điện thoại làm cái gì, đúng nào? Đấy, ví dụ thế thì người ta cũng không cần đấy. Hay như là như mình vào trong nhà vệ sinh để xem điện thoại chẳng hạn, ví dụ thế thì một ngày được mấy lần? Một ngày chắc bạn đi vệ sinh ngồi trong đấy chắc được khoảng vài lần là cùng, đúng nào, chứ không phải là ngồi suốt đâu. Nên là cái điều đó mình nghĩ là nó cũng không đến mức độ quá quan trọng đấy. Nhưng nếu mà bạn ở những cái nơi sóng yếu, thì kiểu là yếu thường xuyên ý, thì cái này phải cân nhắc, được chưa ạ? Chứ còn trong những trường hợp như kiểu mình đưa ra như thế thì đấy là những trường hợp cái thời gian chúng ta sử dụng nó rất ít, không cần quan tâm đâu. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Oanh Thủy. Bạn ấy hỏi là: chào anh Dương nha, cho em hỏi tí là em đang có 10 triệu phân vân giữa iPhone 11 với cả Redmi Note 12 Turbo. Em cần máy dùng lâu dài, chụp ảnh đẹp thì nên lựa chọn con nào nhỉ? Hoặc trong tầm giá đó có con nào theo yêu cầu trên của em hay không? Em cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế đầu tiên ấy là Redmi Note 12 Turbo thì nó không đến 10 triệu đâu, nó chỉ tầm khoảng dưới 7 triệu thôi. iPhone 11 nếu mà bạn mua hàng cũ thì nó cũng tầm giá đấy, và nếu mà bạn mua hàng mới thì nó cũng sẽ gần 10 triệu đấy, nó 9 triệu mấy đấy. Thế thì mình thì mình thấy là nếu mà bây giờ bỏ ra 10 triệu để mà mua chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu của bạn thì cũng không cần thiết phải bỏ ra một số tiền quá lớn như thế đâu. Cũng chỉ cần tầm khoảng 7 triệu để có được một cái sản phẩm mà nó xem kiểu như Redmi Note 12 Turbo là được. Nhưng mà mình sẽ không lựa chọn Redmi Note 12 Turbo. Bởi vì sao? Bởi vì cái camera của nó không được đẹp. Thế thì mình sẽ lựa chọn cái con Realme GT Neo 5 SE. Cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2 như Redmi Note 12 Turbo, nhưng mà nó sẽ có một số những cái hơn. Đấy là cái màn hình của nó đẹp hơn, cái camera của nó tốt hơn, cái sạc của nó nhanh hơn và cái thiết kế của nó trẻ trung hơn. Mức giá thì khá là xem với nhau. Đấy, thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn con đó. Thế còn giả sử như con đó với cả cái Redmi Note 12 Turbo mà so với iPhone 11 ý, thì rõ ràng là những cái điểm yếu của iPhone 11, ví dụ như là màn hình không đẹp, thì cả hai sản phẩm đó màn hình đều đẹp hơn iPhone 11. Bộ nhớ trong tối thiểu có 64GB thì cả hai sản phẩm đó đều có bộ nhớ trong tối thiểu vô cùng thoải mái. Realme thậm chí có bộ nhớ trong tối thiểu là 256GB cơ. Đấy. Rồi là iPhone 11 không có 5G thì bộ đôi đó có 5G. iPhone 11 pin trung bình thì bộ đôi đó pin rất là tốt, thậm chí là con GT Neo 5 SE nó còn có pin 5500 cơ, nếu mình nhớ không lầm. Đấy, và sạc thì nó nhanh hơn iPhone 11 rất là nhiều. Như là tất cả những điểm yếu của iPhone 11 đều khắc phục được hết. Còn nếu mà so về cái khả năng chụp ảnh thì chắc chắn iPhone 11 không bằng được GT Neo 5 SE đâu. Đấy, cái đấy là chúng ta cũng phải chia sẻ thẳng thắn với nhau luôn. Nên là nếu mà là mình trong cái tầm giá này, bạn có thể mua Realme GT Neo 5 SE với cái tầm giá dưới 7 triệu, còn hơn 3 triệu còn lại chúng ta tiết kiệm làm việc khác, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Heo. Bạn hỏi là: chào anh, chào Dương nha, cho mình hỏi là iPad mini 4 thời điểm hiện tại có đáng mua không? Nhu cầu của mình là mua về cho cháu học, chơi game nhẹ nhàng tầm 3 đến 4 năm. Cảm ơn Dương với ekip rất nhiều. Rồi, thế thì với cái câu hỏi này các bạn ấy, mình nghĩ là iPad mini 4 mua về ở thời điểm hiện tại nhé, thì bạn hoàn toàn có thể cho cháu sử dụng để học tập và chơi game nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng ở đây bạn lại ghi là dùng trong tầm 3 đến 4 năm thì theo mình là không nên. Đấy. Bởi vì là mình nghĩ là iPad mini 4 nó sẽ không trụ được đến tầm đấy đâu. Và theo mình ý, thì là bạn nên cân nhắc mua iPad mini 5 thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì là với những cái mẫu iPad cũ như này thì cái iPad mini 4 và mini 5 nó sẽ không lệch nhau quá nhiều tiền đâu. Các bạn chú ý nhé, là cái mặc dù mình nói là iPad mini 5 với cả iPad mini 4 thôi, nhưng thực chất là hai cái mẫu iPad mini này cách nhau tới 4 năm các bạn ạ. 4 năm đấy nhé các bạn nhé. Một mẫu là năm 2015 và một mẫu là năm 2019. Thế thì nếu mà iPad mini 4 đã ra mắt cái đây khoảng 8 năm rồi, bạn sử dụng thêm 4 năm nữa, nghĩa là bạn sử dụng một cái mẫu iPad đến 12 năm thì mình nghĩ là nó sẽ hơi căng đấy. Còn iPad mini 2019 thì kể cả bạn sử dụng thêm 4 năm nữa thì nó là tầm khoảng 8 năm thì vẫn được. Bởi vì nói thật với các bạn chứ, bây giờ mình đang sử dụng một cái mẫu iPad E2
đến bây giờ mình vẫn đang dùng mà, có vấn đề gì đâu. Và thêm một điểm nữa này, nói là iPad mini 4 với cả iPad mini 5 thôi, nhưng thực chất là nó lệch nhau tới tận 4 đời chip, 4 năm như thế cơ mà, lệch nhau tới 4 đời chip. Một con là Apple A8, thậm chí còn yếu hơn cả cái con iPad E2 của mình là A8X cơ. Đấy. Còn sang đến iPad mini 2019, nghĩa là iPad mini 5 ấy, là các bạn đã có Apple A12 Bionic rồi, nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều này. Rồi là bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 64GB chứ không phải 16GB nha các bạn chú ý nhá. Con Mi 4 bộ trong tối thiểu của nó chỉ 16GB thôi. Đấy, còn con này bộ nhớ trong tối thiểu là đã là 64GB rồi. Đấy là còn chưa kể là camera của nó cũng sẽ tốt hơn để giúp cho con có thể học online hoặc là gọi điện video call với cả người nhà, nó sẽ thoải mái hơn. Đấy. Thì nếu mà là mình thì khuyên bạn là đã mua cho con như thế thì lên Mini 5 nó xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Thanh Lê. Bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là camera selfie của 14 Plus giống camera selfie của 14 Pro hay 13 Pro ạ? Em thấy review, mọi người review camera selfie của 14 Pro xấu lắm. Em cảm ơn ạ. Rồi, thế thì camera selfie của 14 Plus giống camera selfie của 14 Pro nhá. Nếu mà chúng ta mình chụp thì gần như là mình rất khó có thể phân biệt được. Đấy, đây là nói thật. Tiếp tục nữa là nó xấu trong những trường hợp nào thì cũng chia sẻ với bạn luôn. Đấy là camera của iPhone ấy, không chỉ riêng gì camera trước đâu, kể cả camera sau cũng thế. Nếu bạn chụp ảnh ngược sáng, nhưng ở trong điều kiện này nhé, ngược sáng trong điều kiện là nó có sự chênh lệch về cái khoảng sáng tối, chênh lệch giữa các cái vùng sáng tối khác nhau ấy, thì camera của nó sẽ rất là tệ. Đây, mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn ở trong cái bài đánh giá chi tiết, bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình cho các bạn luôn cái bài mình đánh giá chi tiết về camera của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đấy, đánh giá chi tiết về tất cả thì có phần mình nói về camera, thì các bạn sẽ xem cái phần ngược sáng ấy luôn, hiển thị lên luôn trên hình để các bạn xem luôn. Đấy, thì nó như thế nào. Nếu mà có cái khoảng chênh lệch sáng nó lớn như thế thì nó sẽ kém, nhưng nếu mà ngược sáng ấy, mà nó không tạo ra cái vùng chênh lệch sáng tối lớn ấy, thì nó lại bình thường, chứ nó không giống như ở Xiaomi nhá. Xiaomi là kể cả cái vùng chênh lệch sáng nó ít hay là nó nhiều thì nó vẫn tối thụ như nhau thôi. Nhưng mà iPhone thì cần biết cách chụp một tí thôi thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Vậy thì xấu ở đấy là xấu ở trong những trường hợp đấy. Chứ còn ví dụ như bảo là iPhone chụp ảnh camera selfie trong điều kiện thiếu sáng bình thường thì mình thấy không vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu mà rất thiếu sáng ấy, thì cái độ noise của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Đấy, khủng khiếp hơn so với cả những cái máy của Samsung hay là Oppo đấy, nếu mà rất thiếu sáng. Đấy chứ ạ. Đấy là cũng chia sẻ thêm. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Một comment rất là thú vị. Đấy là, đây, trước khi đọc cái trước khi nói về tại sao bạn lại comment như này, thì mình cũng nói là đi mua, tại sao có những người ta không thích điện thoại Trung Quốc ấy, hay là mua cho ông bà bố mẹ ấy, thì phải hỏi xem là ông bà bố mẹ có anti Trung Quốc hay không, hay là có ghét gì đồ Trung Quốc hay không, đúng nào. Đấy, hoặc là ví dụ như là ngày xưa cái việc là đồ Trung Quốc ngấm vào máu của người dùng Việt Nam là đồ không tốt, rồi thế này nọ dễ bị hỏng ấy. Đấy, thì có thể là mọi người đã sợ rồi, hoặc là đơn giản mình còn nói thêm một câu đấy, hoặc đơn giản là ví dụ như là ông bà bố mẹ mà tham gia cái cuộc kháng chiến chống Trung vào năm 1979 trên biên giới thì có thể là sẽ không ổn để mà tặng. Đấy, thế thì ở đây có bạn comment đấy là: thế nếu mà ông bà bố mẹ từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì em không được tặng cho họ iPhone và cấm họ sử dụng Windows, Google, YouTube, Facebook hả anh? Đâu, mình đâu có nói là không được đâu, mà mình chỉ bảo là không nên thôi. Chứ còn cái việc sử dụng như thế này nó chả liên quan gì đến việc là kháng chiến hay là cái gì cả. Đấy, nghĩa là các bạn đang hiểu sai cái ý nghĩa của mình trong cái câu trả lời đó. Đấy, tiếp tục nữa. Đấy là cái việc mua đồ của Mỹ nó khác với việc mua đồ của Trung Quốc. Đấy, bỏ qua cái việc là các quốc gia đó đã từng là thù địch đối với Việt Nam nhé. Thì vấn đề đây là gì? Đấy là đồ của Trung Quốc ấy, thì từ ngày xưa nó ăn sâu vào trong đầu người dùng là đồ giá rẻ và chất lượng thấp rồi. Nhưng đồ của Mỹ ở Việt Nam hầu hết là những cái đồ chất lượng rất là cao. Đấy, nên là gần như là trong tư tưởng của người Việt Nam không có cái khái niệm đấy là đồ của Mỹ là đồ không tốt, và việc là mua đồ Mỹ thì rất là ok. Đấy, chứ còn mình thấy là kể cả có kháng chiến hay chăng nữa, nhưng mà sản phẩm tốt thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường, vẫn có thể tặng bình thường cơ mà, đúng nào. Và có một cái điểm nữa như thế này này, đấy là
những cái gì của Mỹ mà nó trở thành những cái công ty toàn cầu và đến Việt Nam nó chiếm thị phần lớn ấy, thì gần như chúng ta sẽ không bao giờ bỏ được nó đâu. Đấy, có một cái đặc điểm mà mình cũng cần phải chia sẻ như này. Đấy là có rất là nhiều những cái công ty dính vào phốt về đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tuy nhiên là có rất nhiều công ty nhỏ, thì không phải nhỏ đâu, mà là có rất nhiều công ty bị tuyên bố tẩy chay, nhưng mà riêng công ty này thì lại không ai tuyên bố tẩy chay cả, thế mới lạ. Các bạn có thấy là phốt của Huawei với đường lưỡi bò không ạ? Có, đúng nào. TCL cũng phốt vì cái đường lưỡi bò, có, đúng không ạ? Chúng ta tẩy chay bảo là có một thời gian là có cái làn sóng mà tẩy chay Huawei đi, tẩy chay TCL đi, hay là HM đấy, cũng là tẩy chay HM đi. Nhưng có hai cái sau này bị dính nhưng mà lại không ai dám tẩy chay và vẫn dùng. Thứ nhất đấy là Grab, đấy cũng là cái phốt liên quan đến đường lưỡi bò, các bạn chỉ cần search là các bạn sẽ ra thôi. Hay là Google vừa rồi với Gmap bỏ đi cái cờ của Việt Nam ở trên nóc nhà trên đảo Trường Sa lớn. Đúng là đấy là cái điều không thể chấp nhận được, nhưng mà chúng ta lại không thể tẩy chay được. Đấy là cái điều mà mình nghĩ là cũng cần phải đắn đo đấy. Đúng nào. Đấy, làm gì thấy ai ấy đâu. Hay kể cả Blackpink cũng dính vào cái vụ đường lưỡi bò đấy. Nên khán giả chắc chắn là vẫn cũng sẽ đồng kín nhịt thôi. Đấy. Nên là cái này ở thời điểm hiện tại thì khó nói lắm. Chủ quyền dân tộc thì khi nào mà chúng ta muốn thể hiện tình yêu với dân tộc ấy, đấy là cái lúc mà nếu mà đất nước kêu gọi kháng chiến, bao nhiêu bạn trong sẵn sàng tham gia khi mà đang theo dõi video này đây? Hay chúng ta chỉ dám tham gia online thôi? Hãy để lại comment trình nhất nhá. Rồi, cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.